Bão chồng bão, lũ chồng lũ đã gây ra rất nhiều mất mát và đau thương cho người dân ở miền Trung từ tháng 10 cho đến nay. Bão lũ đã dồn dập như thế nào và dự báo tiếp theo ra sao? Chị Hải Yến sẽ có những phân tích cụ thể hơn. Mời chị. Vâng, anh Dương, mùa mưa bão ở miền Trung của nước ta thì bắt đầu dồn dập từ ngày 6 tháng 10. Và để có thể thống kê được những cơn bão cũng như là áp thấp nhiệt đới từ đầu mùa mưa bão đến giờ, thì mời anh Dương và quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng phân tích cụ thể qua hình ảnh ngay sau đây. Thưa quý vị, tính đến nay thì đã có 5 cơn bão, đó là cơn bão số 6, số 7, số 8, số 9, cơn bão số 10 và một cơn áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Trung Bộ của nước ta. Trong đó thì đáng chú ý đó là cơn bão số 9 có tên quốc tế là Molave, là một trong hai cơn bão mạnh nhất trong 20 năm trở lại đây khi mà cập bờ nước ta với cường độ ghi nhận là cấp 12, 13 và giật tới cấp 15. Sau đó là cơn bão số 10 với tên quốc tế là Goni. Đây là cơn bão mạnh nhất hành tinh kể từ đầu năm 2020 đến giờ bởi là có thời điểm mà sức tàn phá của bão lên tới cấp 17 và giật là trên cấp 17. Dù khi vào Biển Đông thì nó đã suy yếu, nhưng khi mà đi vào gần bờ biển Trung Bộ của nước ta chỉ còn là một vùng thấp, nhưng nó vẫn gây ra một đợt mưa lũ nặng nề cho khu vực Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định. Đến nay thì người dân ở cả ba tỉnh này vẫn đang phải khắc phục hậu quả. Còn về cơn bão số 11 thì đến chiều nay đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và nó sẽ ít có khả năng ảnh hưởng tới đất liền của nước ta. Tuy nhiên hiện nay ở ngoài khơi của Philippines đang nhen nhóm hình thành một cơn bão, khoảng là ngày mai thôi thì cơn bão này sẽ đi vào khu vực Biển Đông và trở thành cơn bão số 12. Sau đó thì sẽ lại có thêm một cơn bão hoặc là áp thấp nhiệt đới nữa. Nó sẽ vừa gây thời tiết xấu trên khu vực Biển Đông, lại vừa khiến cho mưa lũ gối nhau xảy ra ở Trung Bộ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã phát tin cảnh báo sớm cho đợt mưa lũ mới từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 11, tức là 4 ngày đầu tuần sau, tại các khu vực từ Quảng Bình tới Bình Thuận và Tây Nguyên. Cùng với lũ lụt thì người dân ở những khu vực này cần phải hết sức cảnh giác với lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi cũng như là ngập úng tại những khu vực đô thị. Diễn biến mưa lũ còn phức tạp và có thể kéo dài tùy thuộc vào phạm vi ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới hoặc là bão. Công tác chỉ đạo ứng phó với bão lũ thì cần có những điều chỉnh như thế nào để phù hợp với tình hình thực tế? Thì ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với những nhận định của ông Trần Quang Hoài là Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai. Để ứng phó với cái bão thì ngoài những cái bài học kinh nghiệm, những bài học truyền thống, những cái kịch bản mà chúng ta đã xây dựng, thì ở đây chúng ta phải xác định là cái tính chủ động nó sẽ phải cao hơn. Cái tính chủ động ở đây cũng như là chúng ta phải thường xuyên rà soát lại các cái kịch bản đó để cho nó phù hợp với cái tình hình diễn biến của thiên tai trong cái mặt bằng. Cái thứ hai là chúng ta phải ứng dụng khoa học công nghệ, bởi vì nếu không ứng dụng khoa học công nghệ thì chúng ta sẽ luôn luôn là ứng phó không có thể không kịp thời và không chính xác được. Toàn bộ hệ thống tàu thuyền của chúng ta được lắp đặt thiết bị định vị thì đã đưa tích hợp vào trong cái hệ thống theo dõi. Vâng, vậy thì trước khi bước vào đợt mưa lũ mới vào thứ hai tuần sau thì thời tiết cuối tuần ở miền Trung thì cần phải lưu ý những gì ạ? Vâng, tạm thời là cuối tuần này thì mưa tại miền Trung sẽ giảm ạ. Dự báo là đêm nay và sáng mai thì chỉ xuất hiện những cơn mưa rào thoáng qua thôi và sẽ dứt nhanh. Và đến trưa và chiều mai thì khả năng là mưa sẽ dứt hẳn, trời sẽ có thể chuyển nắng và nhiệt độ tại các thành phố tại đây sẽ tăng nhẹ lên mức là 28 đến 30 độ. Thời tiết tạnh ráo, nước ngập ở Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định cũng rút dần. Và bà con lưu ý là đợi nước rút hẳn thì hãy trở về nhà và trong quá trình dọn dẹp nhà cửa thì cần đề phòng với nguy cơ xảy ra điện giật cũng như là sạt lở đất. Cuối cùng là phần dự báo thời tiết cho các thành phố trong đêm nay và ngày mai. Thành phố Hội An chỉ đôi lúc có mưa rào bất chợt, dự báo là nhiệt độ thấp nhất đêm nay là 22 độ, nhiệt độ cao nhất không vượt quá 28 độ. Thành phố Hồ Chí Minh đêm nay ít mưa 25 độ. Sáng đến chiều mai trời nhiều mây 33 độ, đến chiều tối mai trời chuyển mưa dông vài nơi, đề phòng với gió giật và sấm sét kèm theo mưa. Trái lại tại thủ đô Hà Nội đêm nay không mưa, cảm giác khá lạnh 20 độ, sang đến ngày mai trời là nắng hanh, nhiệt độ tăng lên 29 độ.